Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam bắt đầu đọc Tứ Vô Lượng Tâm giảng giải của Đại Đức Narada Mahathera. Kính thưa quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với mọi người. Xin vui lòng xem toàn bộ link ở dưới phần mô tả tức video description. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc. Được sanh trong cảnh người thật là hy hữu. Đời sống của chúng sanh quả là khốn khổ. Chớ để lỡ mất cơ hội này. Kinh Pháp Cú. Con người là một chúng sanh huyền bí có nhiều tiềm năng phi thường. Có hai năng lực trái ngược luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm trong mỗi người. Một, hướng về trạng thái cao thượng trong sạch, đặc tính của bậc thánh nhân và một, hướng về những điều tội lỗi nhơ bẩn, của kẻ sát nhân tàn bạo. Cả hai tiềm lực này đều có thể phát sanh bất ngờ với một sức mạnh vô cùng hùng hậu. Xuất phát từ đâu, nào ai biết, chỉ biết rằng nó luôn luôn nằm bên trong ta, nhiều hay ít, mạnh hay yếu, tùy trường hợp. Trong guồng máy phức tạp của con người, có cái tâm vô cùng dũng mãnh. Tâm chứa đựng một kho tàng đức hạnh và một hầm tật xấu. Người biết vun bồi đức hạnh là một phước lành cho nhân loại. Kẻ bị tật xấu chi phối là một đại họa. Những ai có chí hướng trở thành bậc vĩ nhân cao thượng và hữu ích, những ai muốn vượt lên trên đám đông quần chúng để phục vụ nhân loại bằng cách nêu gương lành trong sáng và ban bố những lời dạy hữu ích, những ai muốn tận dụng cơ hội quý báu được sanh làm người, đều cố gắng ra công gội rửa các tật xấu còn lại và phát triển những đức hạnh đang ngủ ngầm trong tâm. Khi khai thác hầm mỏ là một điều khó. Để tìm mỏ kim cương, mỏ dầu, hay một nhiên liệu quý báu khác, con người phải tốn hao biết bao nhiêu tiền của và công lao, phải trải qua biết bao hiểm nguy gian khổ, đôi khi phải hy sinh cả mạng sống, để đào sâu trong đất. Nhưng, để khai thác kho tàng vô giá đang ngủ ngầm bên trong mình, chỉ cần kiên trì cố gắng và nhẫn nại gia công. Mọi người, giàu trai hay gái, sang hay hèn, đều có thể chuyên cần nỗ lực và kiên tâm chỉ trí để thâu thập sự nghiệp quý báu kia, vì đó không phải là một di sản do ông cha truyền lại. Thế thường, ta coi tật xấu của con người là thiên tánh ngẫu nhiên bộc phát. Âu cũng là một điều lạ, cũng lạ thay, tuy rằng đối chiếu với mỗi tật xấu có một phẩm hạnh xác thực mà mọi người đều có thể thọ hưởng. Ta lại không coi phẩm hạnh ấy là thông thường, phải có. Sân hận dosa là một tật xấu có sức tàn phá vô cùng khốc liệt. Đối diện với lòng sân, tâm từ metta là một đức độ nhẹ nhàng êm dịu làm cho con người trở nên cao thượng, tuyệt luân. Hung bạo himsa là một tật xấu khác đã gây nên biết bao tội ác và biết bao hành động bạo tàn trên thế gian. Tâm bi karuna là vị thuốc công hiệu để tiêu trừ bệnh hung bạo. Ganh tị isa là chất độc cho cơ thể, vừa là động lực thúc đẩy con người vào những cuộc ganh đua nhơ bẩn và những hoàn cảnh tranh chấp hiểm nguy. Phương thuốc trị liệu nhiễm màu và công hiệu nhất để trị bệnh ganh tị là tâm hỷ mudita. Bám níu vào những gì ưa thích, và bất toại nguyện với những điều không vừa lòng làm cho tâm mất bình thản. Do sự phát triển tâm xả apakka, hai tệ đoạn trên sẽ bị tiêu diệt dần dần. Phản ngữ, Brahma Vihara, có nghĩa là lối sống cao thượng, trạng thái cao siêu, hoặc chỗ nương tựa của bậc thánh nhân. Ta gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm giúp con người trở nên toàn thiện và có lối sống của bậc thánh, trong kiếp hiện tại. Tứ vô lượng tâm có khả năng biến đổi người thường ra bậc siêu nhân, phàm ra thánh. Nếu mỗi người đều cố gắng công thực hành tứ vô lượng tâm, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, nam nữ v.v. Quả địa cầu này sẽ trở thành một thiên đàng, trong đó tất cả chúng sanh chung sống an vui trong tình huynh đệ, và mỗi người sẽ là một công dân lý tưởng trong một thế giới thanh bình an lạc. Bốn đức độ cao thượng ấy cũng được gọi là Upamana, rộng lớn bao la, vì từ, bi, hỷ, xả không bờ bến, không biên cương, không bị hạn định. Tứ vô lượng tâm bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ một sanh linh nhỏ bé nào. Từ, bi, hỷ, xả là vô lượng, vô biên. Dầu theo tôn giáo nào hay hấp thụ văn hóa nào, mỗi người đều có thể trau dồi bốn đức độ nhẹ nhàng êm dịu ấy để trở nên một phước lành,
cho mình và cho kẻ khác. 1. Tâm từ, Metta. Trạng thái cao thượng đầu tiên là tâm, từ tiếng Pali là Metta, Sanskrit là Maitri. Nghĩa trắng của Metta là cái gì làm cho lòng ta êm dịu. Metta là tâm trạng của người bạn tốt. Metta là lòng thành thật ước mong rằng tất cả chúng sanh đều được sống an lành hạnh phúc. Metta có khi cũng được định nghĩa là lòng mong mỏi chân thành của người bạn hiền, thành thật muốn cho bằng hữu mình được an vui hạnh phúc. Tâm từ phải được rải khắp đồng đều cho mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và đậm đà như tình thương của bà từ mẫu đối với người con duy nhất, săn sóc, bảo bọc con, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng vui lòng. Metta Satta Kinh Từ Bi. So sánh tâm từ với tình mẫu tử trong đoạn kinh Metta Satta Kinh Từ Bi, Đức Phật không đề cập đến lòng trìu mến ít nhiều vị kỳ của người mẹ. Ngài chỉ nhắm vào sự mong mỏi thành thật của bà mẹ hiền, mong muốn cho người con duy nhất của mình được sống an lành. Tâm từ Metta không phải sự yêu thương thiên về xác thịt, cũng không phải lòng trìu mến, luyến ái một người nào. Tình dục và luyến ái là nguyên nhân của bao nhiêu phiền muộn. Tâm từ Metta không phải là tình thương riêng biệt đối với láng giềng, bởi vì người có tâm từ không phân biệt người thân, kẻ sơ. Tâm từ Metta không phải chỉ là tình huynh đệ rộng rãi giữa người và người, mà phải bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ sanh linh bé nhỏ nào, bởi vì loài cầm thú, các người bạn xấu số của chúng ta, cũng cần nhiều đến sự giúp đỡ và tình thương của ta. Tâm từ Metta không phải là tình đồng chí, không phải là tình đồng chủng. Không phải là tình đồng hương, cũng không phải là tình đồng đạo. Tình đồng chí chỉ biết những người cùng một chí hướng chánh trị, một chủ nghĩa, hay một đảng phái như dân chủ, cộng hòa, xã hội v.v. Tình đồng chủng chỉ giới hạn giữa những người cùng một chủng tộc, một da màu. Tình đồng hương chỉ có giữa những người cùng một quốc gia. Đôi khi vì tình đồng chủng con người nhẫn tâm tàn sát đến đàn bà và trẻ con. Chỉ vì những người vô tội này không được diễm phúc có đôi mắt xanh và tóc vàng như họ. Người da trắng có cảm tình riêng với người da trắng. Người da đen có cảm tình riêng với người da đen. Người da vàng với người da vàng. Người da đỏ với người da đỏ v.v. Cũng có khi vì một mặc cảm nào, một dân tộc đem lòng nghi kỵ và lo sợ một giống dân khác. Lắm lúc, để chứng minh rằng dân tộc mình cao trội hơn dân tộc khác, con người không ngần ngại dùng những phương tiện tàn ác như gây chiến tranh, dội bom, nhã đạn, tiêu hủy cả triệu sanh linh. Nhân loại ngày nay vẫn không bao giờ có thể quên những thảm trạng đã xảy diễn trong thời Thế chiến thứ nhì vừa qua. Cùng một quốc gia, cũng có những tâm trạng hẹp hòi, hợp lại thành từng nhóm để gây nên cái mà chúng gọi là tình huynh đệ giữa những người cùng một giai cấp xã hội, một thứ tình thương chỉ nằm vỏn vẹn trong phạm vi nhỏ hẹp của một số người có quyền thế. Để đàn áp một hạng người khác đến độ không cho phép họ hưởng những nhân quyền sơ đẳng, chỉ vì những người này rủi ro phải sanh trưởng trong một giai cấp hạ lưu. Chính hạng người thượng lưu kia mới đáng thương hại, vì họ là những người chỉ biết sống hẹp hòi bưng bít. Tâm từ Metta cũng không phải là tình huynh đệ giữa những người cùng một tôn giáo. Bởi sự hiểu biết hẹp hòi, gọi là tình đồng đạo, bao nhiêu đầu người đã rơi, bao nhiêu vĩ nhân đã bị tù đày và đối xử khắc nghiệt. Bởi tình đồng đạo hẹp hòi, bao nhiêu người phải bị thiêu sống một cách tàn nhẫn chỉ vì thành thật nói lên ý tưởng của mình. Bao nhiêu hành động hung bạo, bao nhiêu chiến tranh tàn khốc, đã làm hoen ố lịch sử nhân loại cũng vì tình đồng đạo hẹp hòi. Cho đến thế kỷ thứ 20 này mà người ta cho là sáng suốt, nhân loại vẫn còn chứng kiến những vụ tranh chấp võ trang, mà nguyên nhân chỉ vì những người theo tôn giáo này không ép buộc được những người khác tư tưởng như mình. Con người ghen ghét nhau, thù hận nhau, chém giết lẫn nhau, chỉ vì không cùng chung sống được với nhau dưới một nhãn hiệu. Nếu vạn nhất, vì không đồng tín ngưỡng mà những người khác tôn giáo với nhau không thể nhìn nhau như anh chị em trong một đại gia đình, thì sứ mạng của tất cả các vị giáo chủ trên thế gian này hẳn thật đã thảm bại chua cay. Tâm từ êm dịu vượt hẳn lên trên các tình huynh đệ hẹp hòi ấy. Phạm vi của tâm từ không bờ bến, không biên cương, không hạn định. Tâm từ không có bất luận một loại kỳ thị nào. Nhờ tâm từ mà ta có thể xem tất cả chúng sanh là bạn hữu, và khắp nơi trên thế gian như chỗ chôn nhau cắt rún. Tựa hồ như ánh sáng mặt trời, bao trùm vạn vật, tâm từ cao thượng rãi khắp đồng đều phước lành thâm diệu cho mọi người, thân cũng như sơ, bạn cũng như thù,
không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, hư hèn hay đạo đức, người hay thú. Người có tâm từ vô lượng vô biên như thế ấy là Đức Phật. Ngài đã tận tâm tạo an lành hạnh phúc cho tất cả những người thân yêu kính mộ Ngài cũng như những người ganh tị, oán ghét, và những người âm mưu ám hại Ngài. Tâm từ của Đức Phật đối với Rahula, La Hầu La con Ngài, không có chút gì khác hơn là đối với Divadatta, Đề Bà Đạt Đa, người đã coi Ngài là thù nghịch, và với Đại Đức Ananda, Anan, vị thị giả thân tín rất kính mến Ngài. Tâm từ bao la rộng rãi, đồng đều, đối với chính mình cũng như đối với những người thân cận, những người không quen biết, và những người có ác ý đối với mình. Như chàng kia đi trong rừng với một người bạn, một người không quen biết, và một người thù, gặp một tướng cướp dữ tợn. Tên cướp quyết định phải giết một người. Nếu anh chàng chịu hy sinh mạng sống để cứu các bạn đồng hành thì ra anh thiếu tâm từ đối với chính mình. Nếu anh tính rằng một trong ba người kia đáng chịu hy sinh thì anh lại không có tâm từ đối với người ấy. Tâm từ là như vậy. Có lòng từ ái đối với người khác không có nghĩa là phải quên mình. Hy sinh mạng sống mình vì một lợi ích nào là một đức độ cao thượng khác, và không chấp ngã là một loại tâm cao thượng khác nữa. Đó là quan điểm tế nhị mà ta không nên lầm lộn. Người thực hiện tâm từ đến mức cùng tột sẽ thấy mình đồng hóa với tất cả chúng sanh, không có sự khác biệt giữa mình và người. Cái gọi là ta, lần lần mở rộng, lan tràn cùng khắp càn khôn vạn vật. Mọi sự chia rẽ đều tiêu tan, biến mất như đám sương mờ trong nắng sáng. Vạn vật trở thành một, đồng thể, đồng nhất. Thật ra không có ngôn ngữ nào diễn tả đúng nghĩa chữ metta trong tiếng Pali. Thiện ý, từ ái, hảo tâm, bác ái là những danh từ tạm gọi là đồng nghĩa với metta mà thôi. Nghịch nghĩa với metta là sân hận, ác ý, thù oán, ghen ghét. Tâm từ và sân hận không thể cùng phát sanh cùng một lúc. Thù oán cũng không có thể chứa đựng metta. Đức Phật dạy rằng, không thể lấy thù oán để diệt sân hận, chỉ có tâm từ mới dập tắt lòng sân. Không những dập tắt được lòng sân, tâm từ, metta còn diệt trừ các mầm tư tưởng bất thiện đối với người khác. Người có tâm từ, metta không bao giờ nghĩ đến làm hại, làm giảm giá trị, hoặc bài xích ai, không bao giờ sợ ai, cũng không bao giờ làm ai sợ. Kẻ thù gián tiếp thường mang lốt bạn của tâm từ một cách sâu ẩn bất ngờ là lòng trìu mến vị kỹ. Nếu quan niệm không đúng, tâm từ có thể dễ dàng trở thành luyến ái. Kẻ thù gián tiếp này thật là tế nhị mà cũng thật hiểm độc. Nó hành động như một người ẩn núp trong rừng sâu hay ở sau một sườn núi để chờ cơ hội ám hại một người khác. Trìu mến đem lại đau khổ, tâm từ chỉ tạo an lành hạnh phúc. Đây là điểm tế nhị mà ta không nên hiểu lầm. Cha mẹ thương yêu trìu mến con trìu mến thương yêu cha mẹ, vợ mến chồng mến vợ. Tình thương và tâm luyến ái giữa những người thân yêu là lẽ thường, là một sự kiện tự nhiên. Thế gian không thể tồn tại nếu không có tình thương. Nhưng tình thương luyến ái luôn luôn ích kỷ, hẹp hòi, không sánh được với tâm từ là tình thương đồng đều đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ bao la. Do đó, tâm từ không đồng nghĩa với tình thương ích kỷ. Cố ý mong muốn làm cho kẻ khác được yên vui là đặc điểm quan trọng của tâm từ. Người có tâm từ luôn luôn cố gắng tạo an lành cho tất cả chúng sanh, chỉ thấy những gì tốt đẹp nơi mọi người và không bao giờ nhìn phần xấu xa hư hỏng của một ai. Tâm từ đem lại nhiều quả phúc. 1. Người có tâm từ luôn luôn ngủ được an vui, ngủ với tâm trạng thơ thới, không giận hờn, không lo âu sợ sệt, tự nhiên giấc ngủ sẽ đến dễ dàng. Mỗi người đều có thể kinh nghiệm, người có tâm từ nhắm mắt là ngủ, và ngủ ngon lành. 2. Khi ngủ với tâm an lành, tự nhiên lúc tỉnh giấc, thức dậy cũng với tâm an lành, với gương mặt vui vẻ. 3. Người có tâm từ không chiêm bao mộng mị, thấy những điều xấu xa, ghê tởn. Dầu có nằm mộng cũng thấy điều lành. 4. Người có tâm từ đối với kẻ khác, tất nhiên sẽ gặt hái những tình cảm yêu ái của mọi người. Khi nhìn vào gương, nếu mặt ta vui vẻ hiền lành, phản ánh của nó sẽ hiền lành vui vẻ. Trái lại, nếu mặt ta cao có quạo quọ, phản ảnh của nó ắt cũng cao có quạo quọ. Cùng một thế ấy, thế gian bên ngoài là phản ánh của những hành vi, tư tưởng thiện hay ác của con người. Người hèn hạ xấu xa chỉ biết nhìn vào tội lỗi của kẻ khác.
một thi hào người Anh đã viết ra những dòng thơ rất đẹp đẽ và thâm thúy có nhiều ý nghĩa. Tôi nhìn anh tôi qua kính hiển vi của sự chỉ trích. Và tôi nói, anh tôi quả thật thô lỗ. Nhìn anh tôi qua kính viễn vọng của sự khinh bỉ. Và tôi nói, anh tôi quả thật bé nhỏ thấp hèn. Rồi tôi nhìn vào tấm gương chân lý. Và tôi nói, anh tôi thật giống hệt như tôi. Trong con người tốt nhất cũng có những điểm khuyết, mà trong con người xấu nhất cũng có những điểm tốt. Tại sao ta chỉ nhìn phần xấu xa tội lỗi mà không để ý đến phần tốt của người? Nếu mỗi người đều nhìn vào phần tốt đẹp của nhau, nhân loại đã tìm được nguồn hạnh phúc dồi dào vậy. 5. Người có tâm từ chắc chắn là bản thân của nhân loại mà cũng là bản thân của tất cả chúng sanh. Loài cầm thú cũng lấy làm vui thích được sống gần những bậc hiền nhân đạo đức. Các vị tu sĩ sống đơn độc một mình ở chốn rừng sâu, giữa đám xài lang hổ bao, chỉ nhờ có tâm từ để tự bảo vệ. Đức Phật có lần nói rằng, Như Lai sống trên một ngọn núi, giữa đám sư tử, cọp, beo, nai hươu, các thứ, giữa rừng rậm cỏ hoang. Không một con vật nào sợ Như Lai mà Như Lai cũng không sợ con vật nào. Chính nhờ oai lực của tâm từ nâng đỡ, bảo vệ và giúp Như Lai sống yên ổn. 6. Khi thực hành đúng mức, tâm từ có khả năng đổi giữ ra lành. Thuốc độc không hại được người có tâm từ, ngoại trừ trường hợp người ấy phải trả một nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ. Tâm từ giúp hành giả thêm sức khỏe và ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu xa từ bên ngoài. Tư tưởng độc ác đầu độc con người, tư tưởng trong sạch giúp con người trở nên lành mạnh. Kinh sách có chép lại chuyện bà Sapiya, một tín nữ giàu lòng bi mẫn và có tâm đạo nhiệt thành. Bà Sapiya mang một vết thương nặng trên vế. Hôm nọ, Đức Phật đi bát đến trước nhà, được chồng bà cho biết rằng bà đang lâm bệnh không thể ra đảnh lễ ngài. Đức Phật bảo cứ đưa bà ra. Bà cố gắng đi lần ra cửa. Vừa thấy mặt Đức Phật, vết thương bà bỗng dưng lành lại, bà trở nên khỏe mạnh như thường. Chính lòng thành kính trong sạch của bà khi được diện kiến Đức Phật, hợp với năng lực của tâm từ mà Đức Phật giải đến, đã cứu bà khỏi bệnh. Một đoạn kinh khác thuật rằng khi Đức Phật trở về quê nhà lần đầu tiên, con ngài là Rahula, La Hầu La, lúc ấy vừa lên 7, đến gần ngài và bạch. Bạch Đức Sa Môn, chỉ cái bóng của ngài cũng đủ làm con mát mẻ lạ thường. Tâm từ của Đức Phật bao trùm lấy cậu bé Rahula và có một năng lực hấp dẫn mạnh mẽ làm cho cậu vô cùng cảm kích. 7. Người có tâm từ luôn luôn được chư thiên hộ trì. 8. Tâm từ được an trụ dễ dàng, vì không bị những tư tưởng trái ngược khuấy động. Với tâm thanh bình an lạc, người có tâm từ sẽ sống ở cõi trời, và cõi trời ấy chính ta tạo ta. Chí đến những ai lân cận tiếp xúc với người có tâm từ cũng chứng nghiệm được phước lành ấy. Người có tâm từ gương mặt tươi sáng vì gương mặt là phản ánh của nội tâm. Lúc giận, máu trong cơ thể chảy mau gấp đôi ba lần lúc bình thường, trở nên nóng, dồn lên làm đỏ mặt tía tai. Tâm từ trái lại làm loại cho tinh thần vui vẻ, thân có cảm giác thoải mái an lành, máu được thanh lọc trong sạch và gương mặt hiền từ dễ mến. Kinh sách chép rằng sau khi Đức Phật thành tựu đạo quả Phật, trong lúc ngồi tham thiền, suy luận về pháp nhân quả tương quan, Patthana, tâm hoàn toàn an trụ và máu trong cơ thể tuyệt đối thanh tịnh. Lúc ấy, từ bên trong pháp thân ngài phát tỏa ra những ánh hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng, và màu cam, bao phủ lấy ngài. 10. Người có tâm từ đến lúc lìa đời cũng được an vui, vì trong lòng không chứa chấp tư tưởng sân hận. Sau khi tắt thở, gương mặt tươi tỉnh ấy là phản ánh của sự ra đi vui vẻ an toàn. 11. Chết an vui, người có tâm từ sẽ tái sanh vào cảnh giới nhàn lạc. Nếu đã đắc thiền, jhana, người ấy sẽ tái sanh vào cảnh giới của chư Phạm Thiên. Năng lực của tâm từ, metta. Ngoài những lợi ích có tánh cách vật chất, tâm từ còn có năng lực hấp dẫn mạnh mẽ phi thường. Tâm từ có thể gieo những ảnh hưởng tốt đẹp từ xa đến một người khác. Mọi người đều cảm thấy yên vui khi ở gần người lành. Một hôm, Đức Phật đến chỗ nọ, trong hàng các thân hào đến đảnh lễ ngài, có một trưởng giả tên Roja, trước kia là bạn thân của Đức Ananda. Thấy Roja, Đại Đức Ananda nói, sư lấy làm vui mà thấy Roja hôm nay đến đây đảnh lễ ra mắt chào mừng Đức Phật. Roja liền trả lời, thật ra tôi đến đây không phải tỏ lòng thành kính Đức Phật.
Sở dĩ chúng tôi đến đây hôm nay là vì chúng tôi đánh cuộc với nhau rằng người nào không đến đảnh lễ Đức Phật sẽ bị phạt 500 đồng vàng. Chính vì sợ mất tiền mà tôi đến. Đức Ananda lấy làm thất vọng, đến bạch tự sự cho Đức Phật dò và xin Ngài tế độ người bạn thân của mình. Đức Phật liền giải tâm từ đến Roja, rồi trở về tỉnh thất. Lúc ấy Roja thấy khắp thân châu mình đượm nhuần một luồng cảm xúc mát mẻ lạ thường, dường như từ Đức Phật đưa đến. Bị cảm kích quá mạnh, chàng không thể cưỡng kháng lại ý muốn gặp ngay Đức Phật. Không khác nào bò con chạy theo mẹ, Roja chạy vào chùa, từ tỉnh thất này đến tỉnh thất kia, để tìm Đức Phật. Được chỉ dẫn đến nơi, Roja gõ cửa. Cửa vừa mở, ông lật đật đảnh lễ Đức Phật, rồi nghe Đức Phật giảng pháp và xin quy y. Đó là một trường hợp cho thấy rằng tâm từ có sức hấp dẫn thật mạnh mà mỗi người đều có thể chứng nghiệm, tùy theo khả năng của mình. Vì cũng như các đức tánh khác trong tứ vô lượng tâm, tâm từ luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm bên trong mọi người. Trong một tích truyện khác, có người muốn hại Đức Phật, cho voi uống rượu đến say rồi lùa chạy ngay lại phía ngài. Còn voi hung tợn cắm đầu chạy đến Đức Phật, định làm dữ. Thản nhiên, Đức Phật giải tâm từ đến con voi và chế ngự trong khoảnh khắc. Và sau đây là một mẩu chuyện cho thấy đến mức độ nào một vị Bồ Tát có thể giải tâm từ vô lượng đến những người ở quanh mình, khi cha ngài hạ lệnh giết ngài. Bồ Tát nghĩ như thế này. Đây là cơ hội quý báu để ta thực hành tâm từ. Đứng trước đây là cha ta. Mẹ ta đang khóc than thê thảm. Kìa là đao phủ sẵn sàng hành quyết ta, và ta đây là nạn nhân đang đứng ở giữa. Ta phải giải tình thương đồng đều đến tất cả bốn người. Ngưỡng nguyện cha ta khỏi phải chịu quả xấu do hành động hung ác này gây ra. Mong cầu cha ta, mẹ ta, tên đao phủ, và ta, được hạnh phúc an vui, không đau khổ, không bệnh tật, không gây oan trái. Nhờ năng lực tâm từ này, ngưỡng nguyện rằng ngày kia ta sẽ thành Phật. Trong vô lượng tiền kiếp, một ngày kia, khi Đức Phật còn là Bồ Tát, đang hành nhẫn nhục ba la mật trong ngự uyển. Hôm ấy nhà vua say rượu. Muốn thử xem hạnh nhẫn nhục của ngài đến đâu, vua truyền lệnh cắt tay và chân ngài. Ngài vẫn điềm nhiên, lặng lẽ hành pháp nhẫn. Vua lấy làm tức giận, dùng chân đá vào ngực ngài. Ngài ngã gục trên vũng máu, hoi hóp thở những hơi thở cuối cùng, nhưng lòng vẫn bảo lòng. Người như ta không bao giờ sân hận, thù oán. Một vị tỳ khưu xứng đáng phải có tâm từ rộng rãi bao la. Không đào đất cũng không bảo người đào. Vì sợ rủi ro làm chết côn trùng. Vị tỳ khưu chân chánh cũng không uống nước chưa lọc. Lời dạy sau đây của Đức Phật cho ta một ý niệm thế nào là một tâm từ mà một vị tỳ khưu nên có. Nếu có bọn cướp hung tợn dùng cưa cưa con ra từng mảnh và nếu con sanh tâm tức giận hoặc căm thù kẻ cướp, chính lúc ấy con đã không thực hành lời dạy của Như Lai. Quả thật rất khó chịu đựng và nhẫn nại đến mức ấy. Nhưng đó là mức sống lý tưởng mà Đức Phật trông đợi hàng đệ tử ngài cố gắng thành đạt. Chính Đức Phật đã nêu gương lành cao thượng. Ngài dạy, như đàn voi lâm trận không kề lằn tên mũi đạn, ta phải can đảm chịu đựng những sự bất hạnh của đời. Phần lớn nhân loại sống ngoài khuôn khổ giới luật, ta phải có thái độ của đàn voi lâm trận, mạnh tiến giữa rừng gươm đao giáo mác, bình tĩnh hứng lấy những nỗi chua cay của đời, và thản nhiên vững bước trên đường phạm hạnh. Chúng ta đang sống trong một thế gian hỗn loạn, giữa những tình thế căng thẳng và luôn luôn lo sợ hiểm họa chiến tranh. Các quốc gia ngày nay giáo giết võ trang chống đối lẫn nhau và nhân loại không ngớt phập phồng chờ đợi một loại võ khí nguyên tử thình lình từ không trung rơi xuống. Trong giờ phút này, thế gian ắt đang trông đợi một tâm đại từ bi cứu khổ để mỗi người được sống an lành trong cảnh thái bình và thuận hòa trong tình huynh đệ. Ta tự hỏi, trước sự hăm dọa của bom đạn, trên thực tế có thế nào ta bình thản thực hành tâm từ được không? Một người thường có thể làm gì để chống lại đám mưa bom? Trong tay không có một món vũ khí, người dân thường có thể làm gì để chặn đứng lằn tên mũi đạn? Trước cái chết sắp đến, tâm từ của Phật giáo là một khí giới ôn hòa và hữu hiệu để ngăn ngừa bom đạn. Nếu các quốc gia hiếu chiến khưng chịu đem tâm từ thay thế vũ khí để cai trị thế gian bằng công lý và tình thương, thay vì bạo lực cường quyền, thì nhân loại ắt được an cư lạc nghiệp và hạnh phúc lâu dài. Sau đây là một vài chỉ dẫn thực tế để thực hành tâm từ. Trước tiên, hành giả phải gieo trồng tâm từ cho chính mình. Muốn vậy,
phải rải khắp thân và tâm những tư tưởng an vui hạnh phúc. Hành giả tưởng niệm. Tâm tôi rất yên tĩnh, thân tôi rất an vui. Tôi không bệnh họ ẩn, không phiền não, không lo âu, không sân hận. Tôi thể hiện tâm từ. Hào quang từ ái bao phủ chung quanh tôi, dập tắt mọi tư tưởng ích kỷ, mọi xúc động thù nghịch. Tôi không còn cảm xúc trước cơn xung nộ xấu xa của kẻ khác. Tôi đáp lại cái xấu bằng cái tốt, sân hận bằng tâm từ. Hằng ngày rèn luyện tinh thần như thế, dần dần hành giả trở nên vô cùng quảng đại, quên tất cả những điều xấu xa của kẻ khác và giữ tâm hoàn toàn trong sạch, không còn bợn nhơ sân hận, oán thù. Ánh sáng hạnh phúc tỏa ra khắp thân châu, hành giả ban giải hạnh phúc ấy đến người khác bằng những tư tưởng an lành và bằng những hành động vị tha, thể hiện tâm từ trong cuộc sống hằng ngày. Khi tâm được an vui và không bị những tư tưởng sân hận làm chao động, hành giả sẽ dễ dàng giải tâm từ đến cho kẻ khác. Ta không thể cho ai một vật mà chính ta không có. Trước khi muốn làm cho người khác được an vui, chính hành giả phải được an vui, phải biết làm thế nào cho mình được an vui. Hành giả giải tâm từ đến thân bằng quyến thuộc, riêng từng người, rồi đến toàn thể, và ước mong mọi người đều lành xa phiền não, bệnh tật, lo âu, sân hận. Hành giả cũng giải tâm từ đến bạn bè và những người không quen biết và thành thật ước mong cho những người này, như trước kia đã ước mong cho mình và thân bằng quyến thuộc mình được an vui, hạnh phúc và lánh xa phiền não, bệnh tật, lo âu, sân hận. Sau cùng, mặc dầu là khó, hành giả giải tâm từ đến cho những người có ác ý với mình, nếu có. Giải tâm từ đến những người coi mình là thù nghịch. Lấy thái độ ôn hòa đối lại những cử chỉ bất hòa là hành động của bậc anh hùng quân tử, đáng được làm gương cho đời. Đức Phật dạy, hãy giữ tâm luôn luôn trong sạch giữa đám người đầy thù hận. Hành giả giải tâm từ đến tất cả chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, màu da, nam hay nữ, không trừ bỏ một loài cầm thú nhỏ nhen câm điếc nào. Hành giả tự đồng hóa với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn thể, thấy vạn vật và mình là một. Tâm không còn một điểm vị kỹ, hành giả đã vượt lên mọi hình thức chia rẽ riêng tư. Không bị giam hãm trong những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của tinh thần đấu tranh giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, hành giả nhìn tất cả mọi người là bạn đồng hành trong đại trùng dương mà ta gọi là đời sống của muôn loài vạn vật. 2. Tâm bi Karuna. Đức tánh thứ nhì giúp con người trở nên cao thượng là tâm bi. Bi là động lực làm cho tâm rung động trước sự đau khổ của kẻ khác, là cái gì thoa dịu niềm khổ đau sầu não của người. Đặc tánh của tâm bi là ý muốn giúp người khác thoát khỏi một cảnh khổ. Lòng người có tâm bi thật là mềm dịu, hơn cả những tai hoa. Ngày nào chưa cứu giúp được kẻ khác, tâm bi không hề thỏa mãn. Lắm khi, để làm êm dịu nỗi khổ đau của kẻ khác, người có tâm bi không ngần ngại hy sinh đến cả mạng sống mình. Sự tích túc sanh chuyện Vairocana đã nêu lên cho ta gương lành của một vị Bồ Tát hiến thân để cứu một con cọp mẹ và bầy cò con khỏi chết đói. Chính do nhờ tâm bi mà con người có thể hoàn toàn vị tha trong khi phục vụ. Người có tâm bi không sống riêng cho mình, mà lúc nào cũng sống cho kẻ khác và luôn luôn tìm cơ hội để giúp đời, nhưng không bao giờ mong được đền ơn đáp nghĩa. Đối tượng của tâm bi là gì? Những kẻ nghèo nàn đói rách. Những người túng thiếu cơ hàn, đau ốm, cô đơn, rốt nát, hư hèn, người có đời sống bẩn thỉu buông lung, là hạng người cần đến tâm bi của những tấm lòng trắc ẩn cao thượng, không luận nam nữ, không phân biệt chủng tộc, giai cấp hoặc tôn giáo. Phần đông người Á Châu và Phi Châu là dân tộc nghèo. Ở Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu, dân chúng sống tương đối sung túc dễ dàng hơn. Có nhiều quốc gia giàu về vật chất mà nghèo về tinh thần. Cũng có những dân tộc khác nghèo về vật chất mà giàu về tinh thần. Chẳng luận tinh thần hay vật chất, bổn phận cao cả của người giàu là giúp đỡ kẻ nghèo. Biết bao nhiêu đàn ông, đàn bà, trẻ em, đang sống trong cảnh cơ hàn, thiếu thốn đến cả những vật dụng cần thiết. Nếu các địa phú ra đem tiền của dư giả ra giúp đỡ cho hạng người này, công tác từ thiện ấy không đến nổi làm tổn hao tài sản của họ. Ngày kia, có chàng sinh viên trẻ tuổi về nhà xin phép mẹ gỡ bức màn treo trên cửa để cho một người nghèo khó, đói rách. Chàng nói rằng không có bức màn này, cái cửa không đến nổi phải chịu lạnh, nhưng nếu thiếu quần áo che thân, chắc chắn người nghèo kia phải khổ sở vì lạnh.
lòng thương xót của chàng sinh viên nọ đáng làm một gương tốt. Nhân loại lấy làm vinh hạnh ghi nhận rằng một vài lục địa giàu có đã tổ hợp lại thành những cơ quan từ thiện, tìm mọi cách giúp đỡ những dân tộc kém mở mang. Trong hầu hết các quốc gia, nhiều tổ chức đủ hạng nam, nữ và sinh viên đã hoạt động mạnh mẽ để mang lại cho hạng người nghèo đói và túng thiếu những sự giúp đỡ cần thiết. Các đoàn thể tôn giáo, trong phạm vi khiêm tốn của mình, cũng tận dụng khả năng để làm tròn phận. Các quốc gia kém mở mang đang cần trại dưỡng lão, cô nhi viện và những tổ chức từ thiện tương tự. Ở Á Châu, nạn ăn xin vẫn còn là một vấn đề nan giải. Trong nhiều quốc gia ở vùng này, ăn xin đã trở thành nghề sinh sống. Đó là một sỉ nhục cho quốc thể, nên chính phủ nào cũng cần phải lưu tâm giải quyết. Người giàu tiền của có bổn phận giúp đỡ kẻ nghèo về vật chất. Người giàu tinh thần đạo đức có bổn phận giúp đỡ kẻ nghèo tinh thần, mặc dầu người ấy có thể là một đại phú gia. Tiền rừng bạc bể một mình, không đem lại hạnh phúc hoàn toàn. Kho tàng của báu không tạo an vui tinh thần. Tâm trạng an lạc thanh bình chỉ do kho tàng đạo đức tạo nên. Hạng người phóng đãng tội lỗi càng đáng được các bậc đạo đức cao thượng xót thương hơn, vì họ là những người bệnh hoạn về tinh thần. Không nên khinh dễ hoặc bài xích hạng người yếu đuối ấy vì họ đã lầm đường lạc nẻo, trái lại, nên thương xót và dìu dắt họ trở lại đường phải. Cha mẹ thương đồng đều các con, nhưng đặc biệt chăm nom săn sóc những đứa ốm yếu hoặc kém sút. Cũng dường thế ấy, tâm bi của ta phải bao trùm tất cả chúng sanh đau khổ. Nhưng riêng đối với hạng người bệnh hoạn tinh thần, suy kém đạo đức, ta nên có lòng thương xót đặc biệt và hết lòng giúp đỡ, dẫn dắt họ trở lại đường lành. Như Đức Phật xưa kia, hết lòng thương hại và cứu độ Ambapali người, phụ nữ lạc bước giang hồ, và tận tâm tế độ Angulimala, tên sát nhân tàn ác, toàn ám hại ngài. Về sau cả hai đều theo ngài và hoàn toàn đổi tánh. Bên trong mỗi người, dầu là người xấu xa thế nào, đều có tiềm tàng những đức tánh tốt đẹp. Đôi khi chỉ một lời nói phải, đúng lúc, cũng có thể đổi hẳn con người từ dữ ra lành. Như vua Asoka trước kia, tàn bạo đến đổi người thời bấy giờ gọi là Asoka con người tội lỗi, thế mà khi nghe được lời nói phải của một thầy sa di trẻ tuổi, ngài đổi hẳn tánh tình, mạnh tiến trên đường tự giác, và trở nên Asoka con người hiền đức, một đấng minh quân. Đức Phật khuyên nên xa lánh hạng người cuồng si. Như vậy không có nghĩa là ta không thể đến gần để cảm hóa cùng khuyến thiện họ. Có những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh truyền nhiễm ngặt nghèo. Mọi người đều sợ và lánh xa, nhưng cũng có nhiều vị lương y hết lòng thương hại, đến gần săn sóc và chữa trị cho họ khỏi bệnh. Nếu không có các vị lương y giàu tâm bi kia, bệnh nhân ắt phải bỏ mạng. Cùng một thế ấy, hạng người xấu xa bệnh hoạn về tinh thần ắt phải bị chìm đắm mãi trong đêm tối của tội lỗi nếu không ai có lòng quảng đại thương xót và ra tay tế độ. Thế thường, Đức Phật tìm đến những hạng xấu xa hư hèn để cảm hóa. Nhưng chính bậc đạo đức trong sạch thì lại tìm đến ngài. Tâm bi vô lượng, vô biên, vô hạn định, tâm bi phải được giải đến cho tất cả, không trừ bỏ một loài cầm thú câm niếc nào, cũng không loại trừ những chúng sanh còn trong trứng. Tâm bi không nhìn nhận thế lực và oai quyền của hạng người được xã hội coi là trên trước chỉ vì những người này sanh trưởng trong một giai cấp hoặc một chủng tộc nào. Giết, hoặc sai bảo người khác giết những con thú vô tội để bày tiệc linh đình. Ăn uống hả hê, cũng là hành động trái ngược với tâm bi. Dùng bom đạn để tiêu diệt hàng triệu sanh linh là hình thức xấu xa nhất của sự tàn bạo mà nhân loại có thể làm. Thế gian ngày nay sống trong tình trạng căm thù, sân hận, đã đem vật sở hữu quý báu nhất là mạng sống, đặt trước bàn thờ để tế thần bạo lực. Muốn cứu vãn tình thế, toàn thể nhân loại ngày nay cần phải thực hiện tâm bi để tiêu trừ những hành động độc ác và tàn bạo. Cũng nên nhận định rằng tâm bi của Phật giáo không phải là những giọt nước mắt nhỏ suông gọi là thương xót. Kẻ thù gián tiếp của tâm bi là âu sầu, phiền muộn Domanasa. Tâm bi bao trùm những chúng sanh đau khổ, tâm bi bao trùm tất cả chúng sanh, kể cả đau khổ và an vui. 3. Tâm hỷ, mudita. Đức tánh cao thượng thứ 3 trong tứ vô lượng tâm là hỷ, vui, mudita. Mudita, hỷ. Không phải là trạng thái thỏa thích xuông, cũng không phải cảm tình riêng đối với người nào. Hỷ, mudita, là tâm vui thích trước hạnh phúc của người khác, trước sự thành công của một chúng sanh. Ganh tị là kẻ thù trực tiếp của tâm hỷ.
hỉ là niềm vui làm tiêu tan lòng ganh tị. Ganh tị có sức phá hoại vô cùng nguy hiểm. Có nhiều người lấy làm khó chịu bực tức khi thấy hoặc nghe nói người khác thành tựu mỹ mãn một công trình. Thấy người thất bại thì vui mừng, mà không thể chịu đựng sự thành công của kẻ khác, và cố gắng phá hoại hoặc bóp méo sự thật để chê bai, thay vì vui lên để tán dương thắng lợi của người. Đứng về một phương diện, chính người có tâm hỷ trực tiếp hưởng nhiều lợi ích do tâm ấy đem lại, hơn là người khác, vì tâm hỷ không chấp chứa lòng ganh tị. Về một phương diện khác, người có tâm hỷ không bao giờ làm trở ngại tiến bộ và phá rối tình trạng an lạc của ai. Cũng như tâm từ, tâm hỷ đối với thân bằng quyến thuộc phát hiện rất dễ dàng nhưng khó mà bộc lộ trước những người thù nghịch. Thật vậy, con người bình thường không bao giờ có thể biểu lộ sự hoan hỷ vui mừng trước cái vui của người thù nghịch. Lòng ganh tị lại còn thúc đẩy con người làm những điều vô cùng độc ác. Socrates, một nhà hiền triết Hy Lạp, bị bắt buộc phải quyên sinh bằng thuốc độc. Chúa Christ Kitô bị đóng đinh trên thánh giá. Thánh Gandhi Cam Địa bị ám sát. Đức Phật bị lăn đá gây thương tích. Đó là bẩm tánh tội lỗi của thế gian, đang miệt mài say đắm trong ảo mộng. Nếu so sánh với tâm từ và tâm bi, tâm hỷ lại càng khó thực hiện. Muốn phát triển tâm hỷ phải có ý chí mạnh mẽ và phải tận lực cố gắng. Người phương Đông có thành thật thỏa thích với sự thịnh vượng của người phương Tây không? Người phương Tây có thành thật thỏa thích với sự thịnh vượng của người phương Đông không? Quốc gia này có vui mừng thấy một quốc gia khác sung túc an lạc không? Chủng tộc này có hoan hỷ ghi nhận rằng một chủng tộc khác đang vươn mình trưởng thành trong cảnh an cư lạc nghiệp không? Mặc dù mục đích của các tôn giáo là trau dồi tinh thần đạo đức, giáo phái này có vui mà thấy ảnh hưởng tinh thần của một giáo phái khác bành trướng mạnh mẽ không? Tôn giáo này ganh tị với tôn giáo khác, phần bên này quả địa cầu ganh tị với phần bên kia. Tổ chức này ganh tị với tổ chức kia. Hàng buôn này ganh tị với hàng buôn khác, gia đình này ganh tị với gia đình khác, học trò ganh tị với học trò, chí đến anh chị em trong một nhà có khi cũng ganh tị lẫn nhau. Người Phật tử nên thực hành tâm hỷ trong đời sống cá nhân cũng như trong cuộc sống tập thể, để tạo an vui hạnh phúc và vươn mình tiến lên trong nếp sống thanh cao trong sạch. Đặc tánh của tâm hỷ là hoan hỷ với người thành công, người lộc cao phúc hậu Anumodana. Vui cười không phải là đặc tánh của tâm hỷ và ra vẻ hân hoan, giả làm ra tuồng thỏa thích, được coi là kẻ thù gián tiếp của tâm hỷ. Tâm hỷ bao trùm những chúng sanh hữu phúc, tâm hỷ là phẩm hạnh thành thật chia vui, chung cùng hoan hỷ với lòng ngợi khen và loại trừ mọi hình thức bất mãn arati trước sự thành công của kẻ khác. 4. Tâm xả apekka. Apekka, xả, là đức tánh thứ tư trong tứ vô lượng tâm, khó thực hành nhất. Mà cũng cần thiết nhất trong bốn phẩm hạnh cao thượng này. Phản ngữ apekka do hai căn apa và ikkha hợp thành. Apa là đúng đắn, chân chánh, vô tư. Ikkha là trông thấy đúng đắn, nhận định chân chánh, hoặc suy luận vô tư, tức không luyến ái cũng không ghét bỏ, không ưa thích cũng không bất mãn. Không tham cũng không sân. Apekka, xả không có nghĩa là lạnh lùng, lãnh đạm, không màng đến thế sự. Cũng không phải là cảm giác vô ký, không vui thích không phiền muộn. Khinh rẽ, phỉ báng, nguyền rủa là thường tình. Hạng người trong sạch đạo đức thường bị chỉ trích và khiển trách. Giữa cơn giông tố của trường đời, người trau dồi tâm xả cao thượng luôn luôn giữ tâm bình thản. Được và thua, thành và bại, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ là những việc thường xảy ra trong đời, làm con người chao động. Được ca tụng thì vui thích. Bị khiển trách thì buồn rầu. Đó là lẽ thường, nhưng giữa cuộc thăng trầm của thế sự, Đức Phật dạy luôn luôn thản nhiên, hành tâm xả vững chắc như tảng đá to sừng sững giữa trời. Túc Sanh truyện Jataka có lời khuyên. Trong hạnh phúc, trong đau khổ, lúc thăng, lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất. Cũng như trên đất ta có thể vất bất luận vật gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ, đất vẫn thản nhiên. Một mực trơ trơ. Đất không giận cũng không thương. Cho những ai còn luân chuyển trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đời sống của Đức Phật là một gương sáng về tâm xả. Chưa từng có một vị giáo chủ hoặc một nhân vật nào bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đả kích, sỉ nhục, hoặc bị lăng mạ nhiều như Đức Phật. Tuy nhiên Đức Phật cũng được tán dương, tôn kính và sùng bái nhất. Ngày kia,
Trong khi Đức Phật đi chỉ bình khất thực, có một đạo sĩ Bà La Môn ngạo mạn kêu ngài là cùng đinh và đối xử hết sức vô lễ. Đức Phật thản nhiên chịu đựng và ôn hòa giải thích cho đạo sĩ thế nào là cùng đinh và vì sao chẳng nên khinh rẽ hạng người này. Vị đạo sĩ lấy làm khâm phục. Một lần khác có người thỉnh Đức Phật đến nhà trai tăng. Khi Đức Phật đến, chủ nhà lại dùng lời vô lễ, đối xử với ngài một cách thậm tệ. Nhưng Đức Phật không tức giận, ôn hòa hỏi chủ nhà, nếu biết có khách đến nhà thì ông làm sao? Tôi sẽ chuẩn bị, dọn một bữa cơm để khoản đãi khách. Tốt lắm, Đức Phật nói, nhưng rồi nếu khách không đến thì sao? Thì tôi sẽ cùng vợ với con chia nhau bữa cơm. Tốt lắm, này ông, hôm nay ông mời Như Lai đến nhà để đãi ăn. Ông đã dọn lên cho Như Lai những lời thô lỗ cộc cằn. Như Lai không nhận, vậy xin ông hãy giữ lấy. Những lời nói này đã làm đổi hẳn thái độ của chủ nhà. Không nên trả thù, khi bị nguyền rủa, mắng chửi. Phải biết làm câm như cái mỏ bể. Được như vậy tức đã đứng trước ngưỡng cửa Niết Bàn, mặc dầu trong thực tế chưa đắc quả Niết Bàn. Đó là những lời vàng ngọc mà Đức Phật khuyên nên ghi nhớ hằng ngày trong kiếp sống vô thường biến đổi này. Trong xứ nọ, có lần có một mệnh phụ phu nhân xúi dục một người say rượu đến nhục mạ Đức Phật thẩm tệ đến đổi đại đức Ananda không thể chịu được, kính bạch Đức Phật nên sang xứ khác. Nhưng ngài không đi cũng không hề xúc động. Một người đàn bà già có mang để vu oan Đức Phật giữa công chúng. Một thiếu phụ khác nữa bị giết để vu cáo Đức Phật phạm tội sát nhân. Một người bà con vừa là đệ tử của Đức Phật cũng manh tâm lăn đá từ trên đồi cao, quyết sát hại ngài. Chí đến hàng đệ tử của ngài cũng có người chỉ trích ngài là thiên vị, bất công. Đàng khác, bao nhiêu người đã tán dương công đức và ca tụng Đức Phật. Bao nhiêu vua chúa đã kính cẩn khấu đầu lễ bái dưới chân ngài. Như đất, Đức Phật nhận lãnh tất cả với tâm xả hoàn toàn. Vững như voi, mạnh như hổ, ta không nên run sợ trước tiếng động. Miệng lằn lưỡi mối không làm cho ta xúc động, như gió thổi ngang màn lưới mà không bị vướng trong lưới, tuy sống giữa chợ người, ta không nên say mê luyến ái những lạc thú huyền ảo và vô thường của kiếp nhân sinh. Như hoa sen, tự bùn nhơ nước đục, vượt lên bao nhiêu quyến rũ của thế gian, ta phải sống trong sạch. Luôn luôn tinh khiết, an lạc và thanh bình. Người thù trực tiếp của tâm xả là luyến ái raga, và kẻ thù gián tiếp của tâm xả là sự lãnh đạm, thái độ lạnh lùng, xây lưng với thế sự. Apekka tâm xả, lánh xa tham ái và bất mãn. Thái độ vô tư, thản nhiên, an tỉnh là đặc tánh chánh yếu của tâm xả. Người có tâm xả không bị lạc thú trần gian quyến rũ, không thích thú say mê trong hạnh phúc. Cũng không bị những gì nghịch ý làm bực tức buồn phiền, bất mãn trong khổ đau. Người có tâm xả không thấy sự khác biệt giữa người tội lỗi và bậc thánh nhân, và đối xử đồng đều với tất cả. Tâm từ bao trùm tất cả chúng sanh, tâm bi những chúng sanh đau khổ, tâm hỷ, những chúng sanh hạnh phúc, tâm xả phủ khắp những gì tốt đẹp và những gì xấu xa, những điều khả ái và những điều khả ố, những thích thú và những nghịch lòng. Những ai có nguyện vọng trở thành bậc thánh nhân trong chính kiếp sống này, có thể hằng ngày trau dồi và phát triển bốn đức hạnh cao thượng trên, vốn tiềm tàng ngủ ngầm bên trong mọi người. Những ai có nguyện vọng trở nên toàn thiện và bi mẫn gia công tạo an lành cho tất cả, trong khoảng thời gian còn triền miên sanh tử theo vòng luân hồi, có thể kiên trì cố gắng, phát triển 13 pháp ba la mật parami, và cuối cùng, thành tựu đạo và quả chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddha, chánh biến chi. Những ai có nguyện vọng tận diệt mọi khát vọng của mình và chấm dứt đau khổ bằng cách chứng ngộ Niết Bàn nhân cơ hội sớm nhất, có thể chuyên cần noi theo con đường duy nhất bát chánh đạo mà đến nay vẫn còn được giữ nguyên vẹn tánh cách tinh túy nguyên thủy. Đức Phật dạy, này chư tỳ khưu, thì dụ như toàn thể vùng đất mênh mông này trở thành nước, và người kia bỏ xuống nước một cái ách xe bò, trên ách có một lỗ. Rồi có một cơn gió thổi, đẩy trôi cái ách từ đông sang tây. Một cơn gió khác thổi cái ách từ tây sang đông, rồi một cơn gió nữa đẩy cái ách từ bắc xuống nam, và một cơn gió khác từ nam lên bắc. Và cứ như thế, cái ách triền miên trôi dạt trên mặt nước. Trong khi ấy có một con rùa mù, mỗi năm nổi lên mặt nước một lần. Như vậy, có thể nào con rùa mù, sau 100 năm, trồi lên mặt nước và thọc đầu ngay vào cái lỗ duy nhất của cái ách được không? Bạch hóa Đức Thế Tôn. Quả thật con rùa mù khó làm như vậy.
Này chư tỳ khưu, cùng một thế ấy, được sanh vào cảnh người cũng khó vậy. Cùng thế ấy, khi có một đấng Như Lai thị hiện trên thế gian. Cùng thế ấy, giáo pháp Dhamma và giới luật Vinaya mà một đấng Như Lai tuyên bố, được truyền bá trong thế gian quả thật vô cùng hy hữu. Nhưng nay, này chư tỳ khưu, quả thật vậy, trạng thái làm người đã được thành đạt, một đấng Như Lai đã thị hiện trên thế gian, giáo pháp và giới luật mà Đức Như Lai tuyên bố đã được truyền bá trong thế gian. Vậy, này chư tỳ khưu, các con phải kiên trì tinh tấn để chứng ngộ, đây là đau khổ, đây là nguyên nhân sanh đau khổ, đây là sự chấm dứt đau khổ, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Tủ sách áo lam chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết thứ vô lượng tâm giảng giải của Đại Đức Narada Mahathera. Xin đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào cuốn sách mới.